Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta học tiếp bài kinh Niết Bàn. Hôm nay chúng ta đi siêu tốc để kết thúc cái bài này á. Bởi vì trong cái năm nay là chúng ta học buổi hôm nay là buổi cuối của năm nay á. Xong rồi chúng ta nghỉ Tết 3 tuần để kết thúc cái bài này ăn Tết cho ngon. Mặc dù là còn hai phẩm nữa ấy, nhưng mà cái này thì chúng ta cũng đã nghe nhiều rồi, nên có thể đi lướt được. Và chúng ta sang chương phần 4. Phần thứ 3 là chúng ta ở thành phố nào em? Ở Vesali đúng không? Phần 4 này là cũng vẫn còn ở Vesali. Và Đức Phật nói rất rõ đây là lần cuối cùng Ngài nhìn Vesali. Ở trang số 314 này An Nan 4.1 đây, gạch đầu dòng đó. Này là lần cuối cùng Như Lai nhìn Vesali, chúng ta hãy đi đến Vandagama. Và đang ở Vandagama thì Đức Phật lại lặp lại, tức là Ngài dạy về thánh giới rồi thánh định rồi thánh tuệ. Như lần trước có nói là ba cái này là đưa đến thánh giải thoát. Chúng ta thấy là giới định tuệ là cái rất là quan trọng. Trong một cái bài kinh Niết Bàn này là Đức Phật lặp đi lặp lại tới mười mấy lần luôn. Nhà tại Vesali. Từ phần 4.1 cho đến hết 4.4 là Đức Phật dạy về tam học, thánh giới và thánh giải thoát. Cái là tam học đó. Để bắt đầu từ sang phần 2 là tứ y. Tứ y là bắt đầu từ 4.5 trang 315 cho đến hết phần 4.11. Rồi tứ y là cái gì? Y ngữ bất y gì? Nghĩa. Ờ, đấy nó quen hơn đó. Rồi, một là y nghĩa, người ta định bất ngữ. Hai là y pháp bất bất nhân thì nó kỳ quá, bất y nhân thôi không lời à, lời nó kỳ quá. Y nghĩa bất y ngữ, y pháp bất y nhân, ba là cái gì? Y trí, y trí bất y nói cái này cẩn thận, có thầy điện thái thầy nghe được, thầy cho ta đang dạy ý thức mà kêu mất ý thức là sao? Rồi cái gì nữa? À, y đương nghĩa. Ủa, tiếng Hán Việt giỏi quá. Bất y đương nghĩa, bất y bất đương nghĩa. À, 6 lần là chỉ có một cái 4 cái thứ gì nữa nha. Rồi bây giờ chắc là cái này thuộc lòng, nằm lòng rồi đúng không? Rồi y nghĩa bất y ngữ là cái gì? Theo
mình theo cái lời chữ đúng không? Câu văn câu chữ vậy nhưng mà nó phải đặt ra nghĩa này, tức là cái context. Trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta phải đối dụng khác, y pháp bất y nhân. Đây là nương vào pháp. Nương vào pháp chứ không nhìn vào cái con người mà đang nói pháp. Rồi y trí bất y thức là sao? Cũng đúng nhưng mà chúng ta thấy là nó cần cái này cho nó dễ hiểu. Cái thức của chúng ta nó chính là cái cảm tính, tức là giống như kiểu sử dụng nó tình cảm. Còn cái trí ở đây tức là mình dựa trên là cái sự thực. Còn cái này là sự thực của bạn, nhưng mà nhiều khi là cái tình cảm nó ở đang cấp cấp để làm giúp được cái là sao? Thì nó cũng là dạng ý chí, nhưng mà tức là y và trí, tức là y và cái sự thật, phải có chánh trí mới có cái sự thật. Còn cái thức này tức là không phải cái thức của chúng ta, mà tức là nó giống như là nó có cái gì đấy, nó có cái cảm tính, tức là mình không mình đối với sự vật mình không xử sự theo cái cảm tính của mình, tức là mình cảm thấy cái này được, tức là mình cho nó là được, nhưng mà mình phải dựa trên căn cứ. Trí này tức là phải có cái căn cứ, giống như là chúng ta nói phải có sách may có chứng, nhưng phải nói theo cái tình cảm. Còn y liêu nghĩa, bất liêu nghĩa là chúng ta biết rồi. Biết rồi nó là cái gì đây? Bất liêu nghĩa, rồi. Không phải luôn, có việc phản đối liền. Nếu mà nói về cái mặt tuyệt đối thì cũng đúng, nhưng mà liễu nghĩa ở đây ấy, thông thường theo như bạn Tuyền mình mới hiểu, tức là cái kinh điển mà nó khai phóng, tức là nó là mình nói hôm nay, tức là nó gọi là đại thừa, tức là bất liễu nghĩa, tức là cái kinh điển nó không có đưa đến, tức là nó chỉ là một cái phương tiện thôi. Cái này nó giống như là cái gì, ngón tay. Còn liễu nghĩa tức là mặt trăng. Đúng không? Nên là liễu nghĩa tức là cái mặt trăng là chỉ cho là cái mà hoàn toàn giải thoát liễu nghĩa. Còn cái ngón tay nó chỉ là cái phương tiện thôi. Còn cái pháp mà bất liễu nghĩa tức là nó giống như là cái phương tiện để đưa đến cái pháp liễu nghĩa này, tức là mặt trăng. Đó là nói theo cái mà chúng ta vẫn thường hiểu. Ví dụ như là ví dụ về cái này đúng không? Này, chẳng hạn như là ví dụ cái gì? Chẳng hạn như ví dụ như là cái này nói ra thì nó hơi đụng chạm, nhưng mà tức là ở đây ấy, theo như cái mà chúng ta vẫn hiểu ấy, thì ta nói rằng là ví dụ như là kinh điển Nikaya này chẳng hạn, là những cái kinh điển ấy là đưa chúng ta đến A-la-hán thôi. A-la-hán ấy theo như ấy là chưa có hoàn toàn giải thoát, chưa có thành Phật hoàn toàn giải thoát, thì cái đấy là, cái này là chỉ là Đức Phật mới ra đời, tức là dùng cái phương tiện để tạm thời đưa cho người ta căn cơ mới hiểu đến mức độ này thôi. Thì dùng cái bất liễu nghĩa, thế là cái kinh điển vẫn cho là kinh điển này là gọi là bất liễu nghĩa, tức là tạm thời để đưa vào đạo. Nhưng mà khi mà liễu nghĩa rồi đó là chúng ta cái này là nó thấp, là phải tìm đến cái kinh điển cao hơn, là cái như vậy. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy là cái cách nói đó thì thì không đúng. Có người nói không đúng luôn chứ thầy không nói. Thầy có người nói dốt này rồi. Sao? Thì cái đó là rõ ràng, cái đó là nó thuộc về cái gì?
xưa là do tranh chấp nhau, cho nên là đưa đến bộ phái để mới dẫn đến cái câu chuyện mà đứa này đập chân ông thầy đứa kia đó. Lúc này cuối cùng đập xong các ông thầy khỏi đi. Cho nên là đây là bốn cái tứ y, nhưng mà cái tứ y này chúng ta nó khác hoàn toàn với cái này. Không đúng, đúng. Trên thực tế chúng ta thấy là y nghĩa mà bất y ngữ đó thì nó cũng là pháp. Y pháp bất y nhân cũng là pháp. Và y trí bất y thức thì nó cũng gần, nó cũng hoàn toàn nhưng mà nó cũng là pháp mà thôi. Rồi y lương nghĩa bất y bất đức nghĩa cũng là pháp mà thôi. Tất cả mọi thứ trong đạo Phật là lấy pháp làm trung tâm chứ không phải lấy mỹ. Cho nên là chúng ta xin nhầm mỹ, là chúng ta xin nhầm địa chỉ. Vậy là chúng ta phải mua vé đi sang pháp rồi. Rồi bây giờ chúng ta sang bốn cái y này xem nó là cái gì nhá. Chúng ta thấy đây là cái pháp rất là quan trọng, để bởi vì cái thời đến cái thời bây giờ, mà không phải thời bây giờ mà từ thời Đức Phật cũng vậy, rất nhiều các cái kinh điển chúng ta nói như cái văn phong ngày nay gọi là nguyên tạo. Nguyên tạo ở đây nó có nhiều cách, tức là nguyên tạo thứ nhất là do cái gì, tức là kinh điển mà không có chính thống là do người khác tạo nên đó, không phải Đức Phật đó, là nó có hai cái chính yếu. Thì có hai cái là cái gì? Nguyên tạo thứ nhất ấy là do ngoại đạo. Ngoại đạo họ viết kinh điển mà họ gắn là do Đức Phật nói, thế là họ muốn những cái pháp chính thống của Đức Phật là bị người ta hiểu sai đi, cho nên là họ ngoại đạo họ viết lên. Cái thứ hai là gì? Nội bộ chia rẽ. Cũng đúng vậy, thì thành ba. Thực ra thì cái này nó cũng giống giống cái kia thôi, nhưng mà cũng có thể cho là thành ba được, ba hai được. Thì cũng do nội bộ chúng ta viết này, thứ nhất là để chia rẽ, mà thứ hai là tức là muốn là mình tức là mình phải viết cái gì đó, muốn là mọi người khác ấy là phải dùng cái của mình ấy, tức là sao? Không phải, tức là ý tức là mình, ví dụ như là thầy Thanh Nguyên cũng viết được cuốn sách, tức là muốn mọi người coi đó là chính thống, là gán cho là đấy là Đức Phật viết ra, đại khái như vậy. Thì nguy tạo đó có thể là do ngoại đạo và do chính chúng ta viết này. Vì vậy cho nên là tất cả những kinh điển mà Đức Phật nói đó, chúng ta muốn xác thực nó là đúng hay không, đúng là lời Phật dạy hay không, và có lợi ích hay không, thì chúng ta nương vào bốn cái y này. Trong kinh này chúng ta lần lượt này, chúng ta sẽ đi vào cái y thứ nhất, đọc xem chúng ta thấy nó là cái y gì nha. Ở trang số 315, 4.8. Dạ. Này các tỳ kheo, có thể tỳ kheo nói, này hiền giả. À đây, đọc từ 4.7 đi. Tại đây Thế Tôn ở Bhoganagara, tại đền Ananda, Ngài nói với các tỳ kheo, này các tỳ kheo, ta sẽ giảng bốn đại giáo pháp, hãy nghe và suy nghiệm, ta sẽ nói tứ y hay gọi là bốn đại giáo pháp. Dạ, hơi nóng ạ. Ta sẽ giảng bốn đại giáo pháp, xin vâng bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau. Rồi chúng ta đi vào cái y thứ nhất này. Rồi đọc xem nó là cái gì nha. Này các tỳ kheo, 4.8 trang số 315. Cái này là cái quan trọng chúng ta đi ghi một chút. Có thể có tỳ kheo nói, này hiền giả, tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lãnh tọa, như vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời dạy của đạo sư. Này các tỳ kheo, các ngươi không nên tán thán, không nên hủy báng lời nói của tỳ kheo ấy, không tán thán, không hủy báng, mỗi chữ mỗi câu cần phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật. Khi đem so sánh với đối chiếu với kinh luật, nếu phù hợp với kinh
Không tương ứng với luật, thầy có thể kết luận chắc chắn những lời này không phải là lời của Thế Tôn. Và tỳ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm, và này các tỳ kheo, các ngươi hãy từ bỏ chúng. Khi đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật, nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật, thầy các ngươi có thể kết luận chắc chắn lời này là lời dạy của Thế Tôn. Và tỳ kheo ấy đã thọ giáo chân chánh, này các tỳ kheo, như vậy là đại giáo pháp thứ nhất, các ngươi hãy thọ trì. Như vậy là đại giáo pháp thứ nhất, y thứ nhất là chúng ta y gì? Thì tất cả đều y vào kinh và luật đấy. Theo thứ tự này là theo cái gì? Những cái đoạn sau chúng ta sẽ thấy là cũng là nó y chang như vậy thôi. Thôi để đọc hết luôn cho chúng ta thấy nó để chúng ta phân biệt. 4.9 này. Này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo nói tại chú xứ kia có tăng chúng với các vị thượng tọa, các vị thủ chúng, tôi tự thân nghe từ miệng tăng chúng, tự thân lãnh thọ như vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời dạy của đạo sư. Này các tỳ kheo, không nên tán thán, không nên hủy báng lời của tỳ kheo ấy, không tán thán, không hủy báng. Mỗi chữ mỗi câu đều phải học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh với kinh, đối chiếu với luật. Khi đem so sánh đối chiếu với kinh, tương tự nó y chang như vậy. Thì cái này cũng là pháp à? Tất cả chúng ta thấy là đều là pháp, giống như cái này thôi. Lấy pháp làm trung tâm hết, pháp và luật. Pháp ở đây tức là tương ứng cho pháp và luật. 4 cái y ở đây cũng vậy, cũng lấy pháp làm trung tâm hết. Tứ đại giáo pháp này chúng ta thấy này, đều lấy pháp hết. Như vậy là cái thứ nhất là y như thế nào? Chúng ta túm lấy cái chỗ đầu thôi là chúng ta thấy rồi. Này các tỳ kheo, trang 315 này. Này các hiền giả, tôi tự thân nghe từ miệng Thế Tôn, tự thân lãnh thọ như vậy là pháp, như vậy là luật. Thì là cái y thứ nhất là gì? Không, nó không liên quan đến cái này, chúng ta đừng áp dụng cái này vào đây. Cái này là thuộc về hệ thống Bắc Truyền. Thứ nhất là cái gì mà tự thân hết á? Thứ nhất là y vào Phật, tức là họ đổ cho tất cả những cái lời này á, tùm lum tà la một mớ vòng vòng ở đây, họ nói là đây là Phật nói. Họ nói là tôi mới ở chỗ Đức Phật ra, tôi nghe Đức Phật nói những cái lời này á. Như vậy thì phải tạm thời chúng ta xóa cái này đi, lấy chỗ dạ. Cái này là chúng ta biết rồi. Đó, một mớ vòng vòng đây, tam tạng kinh điển đây. Rồi bây giờ là các thầy nói, các cô nói, Phật tử nói, nối tung thì họ nói là lên xếp đại ai vậy? Tôi nghe thì Phật nói. Nhưng mà chưa chắc chúng ta muốn xem cái lời đó là đúng là Phật nói không ấy, thì chúng ta phải làm gì? Tức là đối khi mà một người mà tuyên bố cái thái độ đầu tiên mà chúng ta cần phải đối mặt là cái gì? Đúng rồi, một là không hủy báng. Chúng ta cần phải làm ba việc: không hủy báng, không tán thán, không hủy báng. Hai, không tán thán. Cái này là cái rất quan trọng. Rồi ba là cái gì? Đúng rồi, đối chiếu. Ba cái này trước khi ấy, chúng ta thấy là ngày nay rất nhiều những người rất là nổi tiếng, người nổi tiếng theo cái cách mà nổi tiếng thiệt cũng có, và nổi tiếng theo cái cách là tai tiếng cũng có luôn. Tai tiếng là gì? Tức là tạo scandal. Chẳng hạn như có rất nhiều những cái vị đạo sư mà tuyên bố cũng tùm lum lắm, nhưng mà nó là lạ, nhiều người theo, mà họ cũng nói là tôi nghe từ Phật nói. Chúng ta thấy là tất cả những cái này, muốn ai muốn nói gì thì nói. Các chúng ta đem cái này ra. Cái thứ nhất, chúng ta đem cái khung này ra, ba cái này ra trước. Họ tuyên bố gì cũng được. Thái độ người học Phật mà chúng ta có học rồi đó, là chúng ta phải, dù có hay có mấy, có dở có mấy, cái thái độ của chúng ta là thái độ điềm tĩnh trong cái bài kinh đầu tiên đó. Điền tính chiếc khen trên.
khi mà điềm tĩnh như vậy đó, chúng ta cũng không chửi họ trước, cũng không có tán thán họ, rồi chúng ta phải đối chiếu với kinh luật xem nếu như mà những cái lời đấy nó phù hợp đúng với lời Phật dạy, phù hợp với lời Phật dạy, nhưng mà nó còn cái đoạn sau đó, nhưng mà nó tức là cái này mà so sánh ra thêm nữa thì nó rất là phiền, nhưng mà tạm thời chúng ta thấy là nếu mà nó đúng với những lời Phật dạy, đúng lời Phật dạy đây nó còn có nhiều cái khác nữa, đúng lời Phật dạy nhưng mà chưa chắc nó đã đúng với hoàn cảnh, nhưng mà đúng với lời Phật dạy nhưng mà nó có lợi ích, nó đúng rồi, tức là nó đem lại lợi ích thì lúc đó chúng ta có thể kết luận rằng đó chính là lời Phật dạy, lợi mình, lợi người, lợi cả hai đó. Bởi vì chúng ta thấy là bây giờ có rất nhiều người tuyên bố cái này, tuyên bố cái kia, và quần chúng mà không có học, dính bảy vậy, cho nên là chúng ta mới cần phải học là vậy. Chúng ta, nhiều người cứ nói là thôi lớn tuổi rồi học làm chi, lo tu đi. Nhưng mà chúng ta thấy là nếu mà tu mà chúng ta không có học thì chúng ta dễ bị hùa theo quần chúng. Hùa theo quần chúng, tức là thua đấy. Quần chúng làm sao mình làm vậy, nó làm vậy mình làm theo. Cho nên là chúng ta cần phải học như vậy. Thứ nhất là cái lý do thứ nhất của học đó là chúng ta không bị hùa theo. Và cái thứ hai nữa, mặc dù chúng ta lớn tuổi người ta có nói rằng là tôi đừng học nữa, tôi lo tu được rồi, thì chúng ta thấy là thứ nhất, cái lợi ích thứ nhất chúng ta sẽ không bị hùa theo. Cái lợi ích thứ hai, mặc dù chúng ta học nhưng mà chúng ta không có nắm bắt được thì cái gì, chúng ta thấy là nó cũng có cái tưởng tượng trong đấy à. Đúng rồi. Ở trong Quy Sơn có cái câu mà chúng ta nghe, tức là chúng ta chơi với bạn hiền giống như là đi lâu ngày ở sương á, nó không ướt nhưng mà nó cũng thấm. Chúng ta thấy là cái áo nó cũng thấm ướt, nó cũng giống như là không phải là mưa thấm cào cái, nhưng mà lâu lâu thấy chúng ta thấy áo nó cũng thấm sương thì chúng ta nghe nhiều á, nó cũng huân tập, nó vào với chủng tử chúng ta, cho nên là bắt buộc cái việc mà chúng ta tu là chúng ta phải học thôi. Tu là không có thể lười biếng được. Nếu như mà lười biếng thì chúng ta ở nhà cũng được. Không nói như vậy nhưng mà đừng có ở nhà nha. Không có kiểu này thấy nhận thấy xuống đại ở nhà cái là. Thì chúng ta thấy là cái thái độ của chúng ta thứ nhất đấy là chúng ta thấy là nghe người ta. Nghe rất nhiều người nói rằng là tôi từ chỗ Đức Phật ra và Đức Phật nói cái này, nói cái kia, chúng ta cũng đừng có lần thì như có lần Đức Phật có nói cái điều này rồi đúng không? Có tỳ kheo tuyên bố rằng là tôi chính từ miệng Phật nghe những lời này, những lời kia, mà Đức Phật nói là đừng có vội tin theo cái điều đó, mà phải xét xem cái điều đó có đúng pháp, đúng luật hay không thì hãy tin theo. Và chính vì thế mà chúng ta thấy là chúng ta biết là đại hội kết tập kinh điển lần đầu tiên, tức là cái biến cố đầu tiên ấy, tức là cái sự không phải là đại hội kết tập mà tức là cái mà phân chia bộ phái lần đầu tiên là kết tập kinh điển thì mấy không? Thứ mấy? Thứ hai. Bây giờ lần thứ nhất này, lần thứ hai chúng ta làm phép loại suy, thứ ba, thứ tư này. Tức là chúng ta phân chia ra là giữa có Bắc truyền với Nam truyền á, là lần đầu tiên, tức là lúc khi mà Đức Phật nhập diệt á, lần đầu tiên là Đức Phật nhập diệt này, nhập diệt xong cái lần đầu tiên mà sinh ra bộ phái là như nào, nhập diệt xong là đến thời kỳ ngài Ca Diếp là sơ tổ đúng không, lúc đấy là Phật pháp đã phân chia chưa? Ngài Ca Diếp tức là kết tập lần một đúng không? Kết tập lần một là chưa đúng không? Chưa. Rồi kết tập lần hai là đã phân chia chưa? Chưa. Kết tập lần hai là như nào? Phân chia rồi. Không nghe đi chứng gia xá đấy. Gia xá đúng rồi, 10 điều đó. Và chúng ta thấy là cái này đã phân chia chưa? Rồi. Đúng rồi, bắt đầu mới chia ra thành hai, một bên là đại chúng bộ, một bên là thượng tọa bộ. Thượng tọa bộ là cùng với ngày ra xá. Rồi đại chúng bộ là giữ cho 10 cái điều dưới luật kia là phù hợp, nên là tách ra đúng không? 10 điều phi pháp đấy. Như vậy là phân chia là bắt đầu từ kết hợp tinh hiển thứ hai đúng không?
Nhưng mà trên thực tế có nhiều người nói là cái tập kỵ là thứ nhất đã phân chia rồi. À đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Thì đó, cái đó chính là Ngài Ca Diếp có nói cái gì? Ngài Ca Diếp nói là những cái gì Phật không tuyên bố thì đừng đưa vào, rồi những cái gì mà Phật có tuyên bố thì đừng có bỏ ra. Thì tức là y theo lời Phật đó. Và Ngài Phú Nô La, Ngài nói sao? Ngài nói là chính từ thân miệng Ngài, Ngài nghe là Đức Phật cho phép những cái điều này. Đó. Thì chúng ta thấy là chính từ miệng Phật, nhưng mà chúng ta cũng phải xét lại. Nhưng mà như vậy thì Ngài Ca Diếp đúng hay Ngài Phú Nô La đúng? À, đúng rồi, chúng ta đừng có nhảy vào cái phiền phức của hai ngài. Khôn rồi đấy. Mà trên thực tế là hai ngài đều có cái đúng của ngài, bởi vì là Ngài Phú Nô La là cái người mà du tăng, cho nên là ngài có những lúc mà ngài băng qua sa mạc hai ngày mà không có đồ ăn thì ngài phải giữ chữ thôi. Cho nên là chúng ta thấy là chính miệng Phật nghe đấy chúng ta, nhưng mà phải tùy theo xét theo xem là cái đó có đúng pháp đúng luật hay không. Yeah. Đó là thứ nhất, là chúng ta thấy là có người là mượn cái hình ảnh của Phật để nói rằng là đây là những cái điều họ nói là đúng, bắt đầu họ truyền nhảm, thì chúng ta phải cẩn thận với cái điều đó. Truyền đúng thì không sao, mà họ truyền sai là chúng ta cứ nghe là Phật nói là chúng ta tin theo ấy, là chúng ta thấy là chúng ta thất bại rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải có cái ý thứ nhất là mặc dù họ nói rằng là Phật nói đó, nhưng mà không phải xem xét lại. Thời buổi ngày nay cũng vậy, rất nhiều người tuyên bố là Phật nói cái này, Phật nói cái kia, nhưng mà chúng ta phải xét là có đúng không. Rồi vậy cái thứ hai, cái ý thứ hai là cái gì? Bốn trăm chín trang 316 này, này các tùy kheo, nếu có tùy kheo nói tại chú xứ kia có tăng chúng với các vị thượng tọa, các vị tổ chúng, tôi tự thân nghe từ miệng tăng chúng, tự thân lãnh thọ như lệnh, vậy là pháp, như vậy là luật, như vậy là lời của đạo sư. Như vậy là nương cái thứ hai là nương cái gì? Tức là nương cho tăng. 2.2 tức là nương cho tăng. Tức là giống như cái đại hội kết tập kinh điển ấy, là 500 vị A-la-hán hoặc là 700 vị A-la-hán khi mà trùng tụng lại tam tạng kinh điển thì kết luận rằng là đây là những lời Phật lệnh, Phật nói. Thì cái đó là có căn cứ chúng ta tin theo. Nhưng mà bây giờ cũng có một nhóm chúng tăng, tức là cũng có chư tăng, tức là chư tăng thời Ngài Ca Diếp, thì là thời Ngài Ca Diếp. Thời Ngài Ca Diếp kết luận thì chúng ta thấy là có căn cứ, chúng ta so sánh, chúng ta tin. Bây giờ chúng ta thấy là cũng chư tăng, mà chư tăng phạm tăng bây giờ đó nói rằng là đây là những cái lời Đức Phật nói, đây là có kinh điển là lời dạy của đạo sư. Nhưng mà chúng ta thấy là chúng ta nghe xong chúng ta cũng làm gì? Không hủy bán, không tán thán, chúng ta bắt đầu đối chiếu. Nhưng mà đúng thì chúng ta tin, còn không đúng thì chúng ta không theo. Thì cái thứ hai là y, thứ hai là y theo tăng. Không phải là y theo tăng, mà tức là chúng ta thấy là có những người hoặc là có những ai đó họ tuyên bố rằng là cái nhóm thứ nhất họ tuyên bố là họ nghe từ lời Phật dạy nói, nhóm thứ hai họ nói là nghe lời chư tăng họ nói. Chư tăng tức là có thẩm quyền mà. Chư tăng là gì? Là những người có thẩm quyền đối với kinh điển, giống như là bên Thiên Thu giáo đó, La Mã hoặc là cái gì đấy, là họ có thẩm quyền đối với lại kinh thánh. Dạ đúng rồi, họ có thẩm quyền thì họ nói rằng là tôi nghe chư tăng nói cái điều này là lời Phật dạy, lời đạo sư dạy, thì chúng ta thấy là chúng ta cũng đừng có vội tán thán, cũng đừng có hủy bán, mà chúng ta muốn chúng ta là những người có học Phật mà chúng ta cũng phải đối chiếu, nếu mà đúng thì chúng ta làm, không đúng thì đừng vội. Đó là cái y thứ hai. Y thứ ba 4.10. Này các tỳ kheo, có thể có vị tỳ kheo nói tại chú xứ kia có nhiều tỳ kheo thượng tọa, những vị này là bậc đa văn, giữ gìn truyền thống, trì pháp, trì luật, trì pháp yếu. Tôi tự thân nghe từ miệng những vị thượng tọa ấy, tự thân lãnh thọ như vậy là pháp, là luật, là lời dạy của bậc đạo sư. Như vậy là y thứ ba là cái gì? Bậc đa văn, không phải. Không phải thượng tọa tỳ kheo. Không phải pháp luôn. Pháp thì là chung rồi, giống như là
giống như bên kia đó, tất cả đều khác thôi, tất cả là đều nương theo y vào. Đây chúng ta thấy là đối chiếu này, đối chiếu là gì? Chúng ta đối chiếu với khác thôi. Thứ nhất là Phật, thứ hai là Tăng, thứ ba là cái gì? Tất cả là pháp hết á. Nên nói này, đối chiếu là chúng ta đối chiếu với pháp á. Đã ngoắc sẵn rồi này, 1, 2, 3, 4, chưa tới 4 mà đã ngoắc sẵn rồi này. 2 trong 4 là cũng ở pháp rồi, tất cả là nương theo pháp hết à. Pháp là trung tâm. Này, thứ ba là cái gì? Đọc lại này. Này các tỳ kheo, có vị tỳ kheo nói, tại chú xứ kia có nhiều tỳ kheo thượng tọa, những vị này là bậc đa văn, ở trên là gì? 4.9 này. Tại chú xứ kia có tăng chúng, nó khác với lại nhiều tỳ kheo thượng tọa. Đó, cái khác là ở chỗ này đấy. Nhiều tức là gì? Tức là nhóm. Nhóm chư tăng. Nhóm tăng khác với đầy tăng ở chỗ nào? Số 2, 2.2 khác với 2.3 ở chỗ nào? Tăng tức là gì? Là chung. Chư tăng là khắp tất cả, ví dụ như là tất cả chư tăng trên thế giới này á, là thuộc đều thuộc là tăng hết. Còn nhóm ở đây hoặc là chư tăng Việt Nam ở hải ngoại ở Mỹ này ấy, thì cũng thuộc là chư tăng, nhưng mà một nhóm tăng đó tức là chỉ có một nhóm thôi, chẳng hạn như là một nhóm ở Santana, một nhóm ở Westminster hay một nhóm ở Garden Grove, tức là đấy là nhóm, mặc dù nó 4 người là thành tăng rồi đó, nhưng mà cái đó vẫn thuộc là nhóm. Đấy là có người nói là tôi vừa mới từ Garden Grove nghe nhóm chư tăng ở Garden Grove nói cái này là Phật nói, cái kia là Pháp nói, cái này là Pháp của Đức Phật, thì chúng ta làm sao? Không thì bán, không thì tán thán, đối chiếu. Nếu mà đúng thì chúng ta theo nhóm tăng này, còn không đúng thì chúng ta cũng không vội theo. Thì cấp độ là giảm dần á, uy tín giảm dần. Uy tín nhất là Phật rồi, uy tín thứ hai là chư tăng, uy tín thứ ba là nhóm, cũng là nhiều người rồi. Cái thứ tư 4.11, này các tỳ kheo, có vị tỳ kheo nói, tại chú xứ kia có một vị thượng tọa, vị này là bậc đa văn. À, đúng rồi, đây là cá nhân tăng. Cá nhân, ví dụ như là có một vị hòa thượng đó rất là nổi tiếng, tức là uyên thâm kinh luật, vì nói rằng là tôi nghe những cái này là Phật nói, bây giờ tôi nói lại cho quý vị nghe, thì chúng ta thấy làm sao? Cũng không hủy bán, không tán thán, đối chiếu. Ba cái việc này là luôn luôn phải nằm lòng, nếu mà chúng ta muốn xét xem cái pháp ấy là đúng hay là không đúng. Bởi vậy cho nên là mới nói là học đó, vừa nãy có biết chữ học to tướng đó. Bởi vậy cho nên là chư tổ mới nói là ngồi thiền thì thành cái gì? Chưa chắc ngồi thiền chưa chắc làm thiền sư. Thầy cứ ngồi thiền đấy mà có ai gọi thầy thiền sư đâu, gọi thầy thanh nguyên không à? Ngồi thiền chúng ta thấy là có thể là có thể là con đếch ngồi đây riêng. Không biết gì hết. Tất nhiên là không phải phỉ báng, tức là nếu mà chúng ta không học mà chúng ta ngồi thiền không ấy thì chắc không có thời gian kể câu chuyện kia đâu. Tôi chắc cũng vui lắm mà thôi. Nhưng mà chúng ta trước khi chúng ta thấy là Đức Phật ngồi thiền 49 ngày đêm mà đạt được giác ngộ giải thoát đó, chúng ta thấy là trước khi đó là ngài phải làm gì? Vô lượng kiếp, ngài phải tu, ngài học, và trước khi đời cuối cùng ấy, ngài cũng phải sao, sinh ra đời cái 7 tuổi rồi đi học với lại các bà la môn, rồi nó bắt đầu học xuất gia tầm đạo, rồi 6 năm học với Alala Galama, rồi tùm lum tà la luôn, không thỏa mãn, bắt đầu ngài mới tìm ra cái con đường của ngài. Nên tôi thấy là trước khi mà ngài đạt được, tất nhiên không phải nói là thiền là cao nhất. Nói như vậy nhiều người hiểu là như vậy là thiền là cái giai đoạn cuối cùng là cao nhất, không có đúng. Bởi vì nếu mà với cái anh mà không biết gì ấy, mà chúng ta ngồi thiền ấy, thì giống như là chúng ta nhắc anh ấy, bắt anh làm con đấy kìa đó. Anh ngồi đấy đến là không biết cái gì hết. Nhưng mà nếu mà với cái mức độ mà cái người
chưa biết gì mà chúng ta bắt ngồi thiền là chúng ta thấy là dạy sai pháp, giống như ngài A Nan thổi dạy cái pháp thổi lò rèn cho cái người quán nghĩa địa rồi đó, là trật tất rồi. Thì ở đây vậy, nó chúng ta dạy đúng pháp, uống đúng thuốc là chúng ta thấy là nó nhẹ nhàng, nó liệt thôi, chứ còn cái gì cái pháp nào cũng nó cũng có một cái giá trị của nó đối với những cái người này và với cái hoàn cảnh kia. Cho nên là chúng ta đừng có chê cái pháp này mà bỏ pháp kia. Nhiều khi đến lúc mà chúng ta rối quá mà chúng ta ngồi thiền không được là chúng ta phải tu niệm Phật để cho nó tĩnh tâm lại nhé. Những cái phương pháp nó rất là hiệu quả như vậy, tại sao mà chúng ta bỏ đi làm chi cho uổng? Cái gì chúng ta áp dụng được thì áp dụng, còn không để những người khác áp dụng nhé. Chúng ta không áp dụng được, không cho người khác áp dụng thì kỳ quá. Cho nên trở lại cái vấn đề, chúng ta thấy là chúng ta phải học. Học về cái gì? Như vừa nãy đã nói rồi đấy, đã nói trước rồi đấy. Học là chúng ta, để cho chúng ta đúng rồi, cái gì nữa hả? Đúng rồi, không mùa theo. Cái này là chính là không ủy bán, không tan tác, đối thiếu đó. Chúng ta có được cái điểm tĩnh mà chúng ta thấy là có được cái điểm tĩnh là cái mà đầu tiên để chúng ta. Cái này là bắt phong siêu vấn động, đó là một cái mức độ tu rất là cao. Nếu mà không có học thì chúng ta không bao giờ có cái điểm tĩnh, mà không có cái điểm tĩnh thì không bao giờ đi đến giải thoát giác ngộ. Cho nên là gọi là tam học mà. Đức Phật có lúc nào mà ngừng học đâu, nguyên đệ tử ngừng học đâu. Tam học là giới định tuệ đấy, ngài lặp đi lặp lại mười mấy lần ở trong đây này. Cái này là thánh giới, cái này là thánh định, cái này là thánh tuệ, các người phải học tập như vậy. Những ngài có kêu là cái này là thánh giới, cái này là cái thánh định, cái này là cái thánh tuệ, các người phải làm sao? Các người phải học thuộc lòng đó. Nó cũng là học. Tức là cái này là thánh giới, cái này là thánh định, cái này là thánh tuệ, các người phải đem cho hàng xóm hay là cái gì đó. Chúng ta thấy là phải học thôi. Vậy cho nên vừa nãy đã nói là tu là không có thể lười biếng được. Đó là bốn y. Lặp lại này, thứ nhất là theo mức độ từ uy tín cho đến giảm dần, tức là Phật là uy tín nhất rồi. Rồi đến chư tăng là cũng rất là uy tín rồi. Rồi đến một nhóm chư tăng, tức là một nhóm người nói là nó đa số là phải hơn thiểu số. Rồi đến một cá nhân thì thiệt giỏi, chứ còn cá nhân mà tào lao ấy thì nói làm gì. Thế là cá nhân rất giỏi rồi mà nói chúng ta, tức là một vị hòa thượng đạo cao đức trọng mà nói là chúng ta phải tin thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là cũng không hoàn toàn. Đó là tứ y để chúng ta xác định xem đó có phải là lời Phật dạy hay không. Cái này được chưa? Rồi 4.12 thì Đức Phật lại lặp lại một lần nữa là giới định tuệ là cái mà chúng ta phải học đó. Rồi 4.13 cho đến hết số 4.21 thì là cái bữa ăn cuối cùng của Đức Phật thì ngày lâm bệnh thì chúng ta cũng biết rồi. Rồi sang 4.22 thì có cái sự kiện mà 500 cỗ xe đi qua làm nước đục mà với thần lực thì ngài uống nước trở thành trong, chúng ta cũng biết rồi. Rồi cái phần 4.26 này thì chúng ta thấy là một lần nữa cái điểm tĩnh này rất là quan trọng mà tu phải rất là lâu mới có được. Rồi 4.27 này, bạch Thế Tôn, thuở xưa ngài Alala Kalama là cái chúng ta biết ông này rồi đúng không? Yeah. Đang đi trên đường rồi ngài bước xuống, tức là cái Đức Phật cái đoạn trên ấy từ 4.26 Đức Phật các cái người ở xứ Mala gần chỗ Đức Phật nhập diệt đó thì kể lại cái câu chuyện là có một thời là gặp ngài Alala Kalama thì đang đi trên đường thì bước xuống ngồi gốc cây không xa con đường để nghỉ trưa. Lúc ấy có 500 cỗ xe đi ngang qua Alala Kalama mà ngài Alala đến hỏi ngài Alala, lúc đấy đang ngồi thiền đó thì ông đến ông hỏi Alala Kalama rằng tôn giả có thấy khoảng 500 cỗ xe vừa đi qua không? Thì ông Alala Kalama mới trả lời rằng là này hiền giả, ta không thấy. Tôn giả có nghe tiếng không? Ta cũng không nghe tiếng. Có phải tôn giả đang ngủ không? Này hiền giả, ta không ngủ. Vậy có phải tôn giả đang thức? Này hiền giả, ta đang thức. Ta đang thức tỉnh nhưng không thấy 500 cỗ xe vừa đi ngang qua, cũng không nghe thấy tiếng. Bạch tôn giả, cái áo của tôn giả cũng bị lấm bụi. Này hiền giả, phải, áo ta bị lấm bụi. Bạch Thế Tôn, người ấy liền tự nghĩ thật là kỳ diệu hy hữu trầm tĩnh của vị xuất gia. Khi giác tỉnh còn thức nhưng không thấy 500 cỗ xe vừa đi ngang qua một bên, cũng không nghe tiếng sau khi thỏ sự thâm tín đối với Alakama vì ấy từ biệt. Ở đây tức là sao?
tức là 500 cỗ xe đi ngang qua mà không nghe thấy tiếng, vậy có phải bị điếc không? Tức là cái muốn nói rằng là tức là hiền giả có phải áo bị lấm bụi không, để ông khẳng định rằng là 500 cái cỗ xe này đi ngang qua rất là gần, nó thổi bụi vào người ông ấy, mà ông ấy ngồi ông ấy tu thiền định mà ồn ào như vậy và ông cũng không nghe thấy tiếng gì hết mặc dù ông đang thức, thì cái này không phải là tu đạt đến mức gỗ đá như cái bà mẹ bài đưa đứa con gái đến thử ông thầy, mà tức là muốn mà chỉ cái sự điềm tĩnh, cái tu rất là cao. Tức là không bị bát phòng siêu bất động đấy, tức là môi trường bên ngoài không có thể ảnh hưởng đến cái thiền định của người tu. Và đoạn sau, đoạn trước là của ông Alala Kamala, còn đoạn sau là của Đức Phật này. Thì đoạn sau thì thôi mình để đọc đi. Dạ đúng rồi, nếu mà có biết rồi thì thôi khỏi để đọc lại, nó dài quá. Đoạn sau thì Đức Phật kể lại, Đức Phật nói rằng là một người mà tu thiền định, tức là chỉ Ngài đấy, Ngài ngồi tu thiền định mà xét đánh tới bao nhiêu con bò được bị chết, tức là cái xét đánh rất là lớn. Rồi như vậy đó thì tức là mưa to gió lớn, sấm sét đánh đến chết con bò ấy, mà cái người tu ta ngồi đấy tu ta cũng không thấy gì hết. Thì Đức Phật mới so sánh, Ngài hỏi rằng là vậy thì cái tiếng sét và mưa to gió lớn như vậy so với tiếng 500 cái con bò, 500 cái cỗ xe đi ngang qua đấy, thì cái nào mạnh hơn? Thì rõ ràng là sét đánh ngang tai rồi, mới để mưa to gió lớn thì ngay bên cạnh người rồi. Thì Đức Phật nói rằng là Ngài cũng không thấy gì hết, tức là cái sự điềm tĩnh của Ngài còn mạnh mẽ, còn lớn hơn rất nhiều đối so với ông Kalamala. Thì tức là Đức Phật muốn chỉ cho thấy rằng là cái sự điềm tĩnh, trầm tĩnh của ông Alala Kalama là rất cao rồi, nhưng mà cái đó chưa phải là mức độ cao tột, mà đối với Ngài cái sự trầm tĩnh của Ngài còn vi diệu hơn. Thì chỉ vậy thôi, tức là để đề cao, chúng ta thấy là để mà để so sánh cái mức độ giải thoát, cái mức độ của điềm tĩnh này cũng chính là cái thước đo của cái sự tu tập giải thoát. Và đoạn tiếp theo thì ở trang số 323 thì có người cúng hai cái y màu vàng rất là đẹp. Thì một cái thì Đức Phật đắp, một cái đưa cho Anan. Khi mà người ta về rồi thì Anan đắp cái áo lên thì tự nhiên là da của Đức Phật chói sáng màu vàng. Thì Ngài Anan mới hỏi rằng là cái sự kiện hy hữu như vậy là như thế nào. Thì Đức Phật nói rằng là có hai sự kiện là Như Lai sẽ tỏa ánh sắc vàng kỳ diệu như vậy. Thì lần thứ nhất là vô thượng chánh đẳng chứng giác, lần thứ hai là nhập niết bàn. Thì chúng ta thấy là cái này chính là cái đêm cuối cùng, đồng nghĩa với Đức Phật tuyên bố đây là cái đêm cuối cùng Ngài sẽ nhập diệt. Thì tất cả những cái này thì chúng ta đều biết hết rồi. Ngài còn dặn dò là đừng có đổ tội cho chúng ta là cúng cái bữa ăn mà Ngài phải nhập diệt đó. Rồi chúng ta hết cái chương số 4, chúng ta sang chương số 5 ở trang số 326. Thì đây là cái điểm dừng chân cuối cùng, chương số 5 là Đức Phật ở tại Kusinara rồi, là điểm dừng chân cuối cùng. Thì ở phần 5.3 thì Đức Phật nói 5.3 chúng ta thấy là Sa La tự nhiên tổ hoa 326 đó, trang 326 chúng ta thấy Sa La Thổ Hoa 5.3 cuối trang 326. Thì Sa La Thổ Hoa rồi chư thiên tông mọi thứ xuống cúng dường hoa cúng dường, mà Đức Phật nói rằng là như vậy không phải là kính trọng tôn sùng đảnh lễ Như Lai, mà muốn tôn sùng đảnh lễ Như Lai đó thì đầu trang số 327 này là phải thành tựu chánh pháp và tùy pháp sống chân chánh trong chánh pháp, hành trì đúng chánh pháp, thời nghế là kính trọng tôn sùng đảnh lễ. Thì tất nhiên là cung kính trải hoa cung kính Đức Phật là cũng là một phước báo rất là lớn, nhưng mà đối với những người đã có khả năng tu tập rồi đó thì đây chỉ là cái rất là thấp thôi. Còn muốn mà cung kính đảnh lễ Đức Phật một cách có phước đức nhất là chúng ta phải lại lần nữa học và tu chánh pháp. Cái đó là cái mà báo đáp Đức Phật nhiều nhất. Thì cái đoạn tiếp theo thì có vị thị giả đứng thị giả Đức Phật, thì Đức Phật đuổi ra bởi vì che mắt chư thiên. Thì cái này chúng ta cũng biết rồi. Vậy tại sao có một cái hỏi câu hỏi là tại sao mà chư thiên
bây giờ chúng ta không có thấy, mà nếu mà chư thiên mà xuống ấy, là không có lẫn lộn với người thường, mà tại sao mà cái vị tỳ kheo này đứng mà có thể che mắt chư thiên không thấy Đức Phật được? Cái sự kiện tỳ kheo thị giả mà đứng trước Đức Phật mà Đức Phật đuổi ra vì lý do là che mắt chư thiên, chúng ta biết rồi đúng không? Thì tại sao chúng ta thấy là chư thiên qua lại đời chúng ta không thấy, mà chư thiên xuống đây là không có tương thích với người phàm, cho nên là không có đụng hàng với nhau, tức là không có đụng chạm với nhau hết. Cho nên là không có vướng mắc gì đối với họ, họ có thể nhìn xuyên qua được. Mà tại sao đây là cái vị tỳ kheo này có thể mà chắn đường cái chư thiên mà Đức Phật phải đuổi ra? Chúng ta thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, dòng thứ 6 từ dưới lên đó. Và này tỳ kheo, có ai lực này lại đứng ngang trước ta, trước Thế Tôn, khiến chúng ta không thể chiêm ngưỡng Như Lai trong giờ phút cuối cùng. Tức là cái vị này là cái vị rất là oai lực. Sở dĩ chúng ta với chư thiên đấy không có tương thích, như lần trước có nói rồi đấy, không tương thích là bởi vì tâm chúng ta là tâm phàm phu, chưa đắc được sơ thiền. Chưa đắc được sơ thiền nên là không có tương thích chư thiên, nên không có sự lẫn lộn. Còn vị tỳ kheo này là có oai lực, tức là vượt qua chư thiên rồi, tức là có thể là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Một vị tỳ kheo mà chứng tu đầu hàng, tức là đã phải đắc được 4 thiền rồi. Một vị chứng đắc 4 thiền chưa chắc đã tính được tu đầu hàng, cho nên vị tỳ kheo này đã trải qua hết được cõi thiên rồi. Tức là khả năng của ngài là muốn tương thức với chư thiên sơ thiền, tương thức với chư thiên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho nên là ngài đứng đấy là chư thiên không có thấy được nữa. Bởi vì ngài cũng là chư thiên, có hiểu không? Tức là cao hơn, tức là khả năng của ngài ấy, chư thiên mà sơ thiền xuống ấy, là nhìn không thấy, giống như chúng ta cùng phàm phu với nhau mà đứng trước là chúng ta không nhìn thấy người sau, chẳng hạn như vậy. Cái này dễ rồi đúng không? Rồi chúng ta đi tiếp. Vậy vậy chúng ta muốn tương thích với chư thiên, mà muốn cản đường chư thiên là chúng ta phải tu cao hơn họ hoặc bằng họ. Rồi tất cả những cái đoạn sau thì cũng dễ thôi, trang số 329 phần 5.9 này, cái này hỏi một chút để chúng ta cũng clear, không có thì chúng ta hiểu sai. 5.9 trang số 329, bạch Thế Tôn, chúng con phải cư xử với thái nữ như thế nào? Tức là ngài A Nan hỏi đấy. Tức là cái đoạn trước ấy thì ngài A Nan hỏi là phải như thế nào đối xử sự đối với lại giá lợi về Như Lai như thế nào vân vân. Thì sau đó thì hỏi rằng là có 4 cái thánh tích để chúng ta phải chiêm ngưỡng và cung kính, đó là đản sinh, chứng ngộ, chuyển pháp và diệt độ. Và sau đó là chuyển sang một cái mạch khác, là ngài hỏi một cách rất là đột ngột là phải xử sự với thánh nữ như thế nào. Ngài này Ananda, chớ có thấy chúng. Bạch Thế Tôn, nếu phải thấy chúng thì phải như thế nào? Này Ananda, chớ nói chuyện với chúng. Bạch Thế Tôn, nếu phải nói chuyện với chúng thì phải thế nào? Chú Thanh Điệp. Như vậy là Đức Phật có phân biệt đối xử với thái nữ không? Ai giờ ra cái xe nó hay phải xấu? Như vậy là chúng ta thiếu cái sự đối chiếu. Nếu mà nói vậy là chúng ta chưa có sự đối chiếu. Đức Phật chấp thuận tất cả những người nữ vào tu tập ấy, thì ngài đâu có cái tâm phân biệt nữa. Cái đó thì chúng ta không bàn, nhưng mà chúng ta thấy là nếu mà chúng ta đối chiếu thì cái việc mà 500 tuổi thọ đó là cũng phải rất nhiều cái này trong đây, nhưng mà không có thời gian để bàn. Chúng ta thấy sở dĩ mà đưa cái vấn đề này, chúng ta thấy là ở đây Đức Phật không có phải phân biệt đối xử với thái nữ. Có trong một cái bài kinh Đức Phật nói rất rõ, tức là gì, không có cái gì mà hấp dẫn hấp dẫn cái gì, nó nói nghe không có gì sắc của người nào với người nào, người nam đối với nữ, rồi nữ đối với nam, đúng không? Chúng ta thấy nói rất rõ là Đức Phật rất tỉnh táo, ngài nói là
nam với nữ cũng vậy mà nữ với nam cũng vậy mà tại sao đây nói con nữ không? Đó là một cái à, đúng rồi. Đây là cái đại diện thôi, tức là Đức Phật nói rằng là không có cái gì mà quyến rũ người nam và người nữ, không có gì quyến rũ người nữ và người nam. Đức Phật nói ở đây chúng ta phải hiểu trên tinh thần là nói chung. À, chúng ta thấy là khi mà người nam mà nói chuyện với người nữ thì chúng ta phải tránh niệm tỉnh giác, và khi người nữ nói chuyện với người nam chúng ta cũng phải tránh niệm tỉnh giác. Chứ đọc đây mấy người nam đừng có tự căng căng cái mặt lên đó. À, Đức Phật như vậy, Đức Phật bên ta, tức là ta là có cái phước báo lớn hơn, không phải là phước báo nam nữ là như nhau. Dạ, đúng rồi. Chúng ta nói chuyện với người khác phái là chúng ta phải có sự chánh niệm tỉnh giác, chứ đừng thấy là nói chuyện với chúng nghe cái từ có vẻ phân biệt đối xử. Chúng ta thấy là tất cả những cái điều còn lại là chúng ta cũng đều nghe rồi, rồi chúng ta tự đọc ha. Có mấy cái điều mà quan trọng thì chúng ta đã phẩm cuối cùng, phẩm thứ 6 trang 337 là chỉ có thiêu và xá lợi, chưa phân chia xá lợi thôi, và cung kính xá lợi. Thì những cái này chúng ta biết rồi, về chúng ta tự đọc ha. Rồi, vậy là chúng ta kết thúc cái bài Kinh Niết Bàn trong cái năm 2019 này. Hy vọng sang năm mà chúng ta có nhiều khởi sắc, nhưng mà đừng có nhập Niết Bàn sớm. Chúng ta còn, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta còn thiếu cái này. Học chưa xong mà chúng ta đừng có nhập Niết Bàn. Các ngày học xong rồi thì các ngày nhập Niết Bàn được. Dạ. Không phải không chơi, chúng ta phải chơi chứ. Không chơi thì chúng ta sống với ai? Có cái là chúng ta thấy rất rõ là Đức Phật nói là gì. Mở lại cái trang đó này. Không phải, tức là nếu mà có thì chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác. Cái lúc mà đối diện với lại cái cô Am Ba Bali đó, Đức Phật dạy là chư tăng phải chánh niệm tỉnh giác. Trước khi mà gặp Am Ba Bali, ngài nói là ngài dạy cái bài là chánh niệm và tỉnh giác, để chúng ta thấy là đó là một cái quãng đường. Chúng ta thấy là suốt một cái hành trình 10 tháng, ngài lớn tuổi nhưng mà ngài vẫn nỗ lực để mà thuyết pháp độ sinh. Chúng ta cũng noi theo cái gương ngài nỗ lực không ngừng, và nhớ cái di huấn của ngài là phải nỗ lực, nhiệt tâm tinh thần và không có phóng dật, để chúng ta có thể không làm những người mà tối hậu trong Phật pháp của Đức Phật. Trước khi lời kệ bài ngày hôm nay cũng là buổi cuối, xin chúc tất cả chúng ta luôn luôn được an lạc, hạnh phúc trong chính pháp của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, coi như là chúng ta học kết thúc bài Kinh Niết Bàn, còn tiếp tục là chúng ta mới học hôm nay là bài số 38, hình như là bài số 38 đó. Chúng ta học bài tiếp theo, chúng ta sẽ học bài gì ấy? Sang năm mới chúng ta học bài số 22, Kinh Đại Niệm Xứ đi. Chúng ta bỏ bài Đại Thiện Chiến Vương, ta học sang bài Đại Niệm Xứ số 22. Rồi chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức thành Phật đạo.